Các hội hiệp hội ngành hàng chăn nuôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội loại bỏ quy định hợp quy ra khỏi luật thú y và luật chăn nuôi. Các hội hiệp hội ngành hàng chăn nuôi cho rằng hoạt động đánh giá công bố hợp quy sản phẩm thực chất là đánh giá điều kiện và quy trình sản xuất, lấy mẫu điển hình để thử nghiệm. Theo tính toán, nếu tính cho một doanh nghiệp có hàng trăm sản phẩm thì phải mất hàng tỷ đồng cho việc hợp quy sản phẩm, chưa kể là mất thời gian của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật bên cạnh quy định hợp quy gây trùng lập và chồng chéo, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề thuế giá trị gia tăng cũng bất hợp lý. Quy định này đang gây rất nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong nước.